Okay, xin chào tất cả anh em đã đến xem mình hướng dẫn ảo thuật hàng tuần. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái app Magic, nó free thôi. Free luôn nhé, không có mất phí gì cả. Thì app này có thể hoàn toàn tải free trên App Store. Thì bây giờ mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tải nhé. Rồi, giờ mình sẽ biểu diễn luôn, không mất thêm một cái giây nào của các bạn nữa. Thì khi đây mình có bộ bài hoàn toàn bình thường này. Ok, hoàn toàn bình thường nhé, không sắp đặt gì cả. Khi bị kéo bài này này, khán giả có thể nói dừng ở đâu thì mình lấy cái này ra được không, bất kỳ vị trí nào khán giả muốn nhé. Dừng, mình lấy này ra cho khán giả xem lá ca cơ đúng không, thì đơn giản thôi, lá ca cơ up xuống để ở đây, đây là khán giả, là khán giả chọn. Thì mình đặt điện thoại mình lên một cái trùng hợp là mình đã tiên tri trước là khán giả chọn là lá ca cơ ở đây, khá thú vị đúng không, nhưng mà chưa hay rồi. Đây là các câu, các bạn nhìn kỹ nhé, mình chỉ cần từ từ biến nó thành lá epic như này, và lập tức cái lá các câu ở đây cũng biến thành lá epic rồi. Thì đây sẽ là cái phần hướng dẫn của tiết mục ảo thuật này. Thì trước tiên các bạn phải tải cho mình một cái app, nó chính là đây, mình lấy nét lại chút rồi, Color Chain, các bạn nhìn kỹ nhé. Rồi, trên này mình sẽ để link ở phần mô tả này, các bạn có thể ấn vào và tải, nó hoàn toàn free nhé. Rồi, nếu các bạn ngại tìm tên thì ấn vào phần mô tả và tìm, ấn vào phần mô tả dưới clip này và các bạn kích vào, nó sẽ hiện ra cái app và các bạn tải thôi. Thì chúng ta sẽ vào giao diện của cái app này, nó sẽ như này, khạc 1, khạc 2, quân bài thứ nhất, quân bài thứ hai. Thì mình có thể thay đổi nhé, bất kỳ con nào mình thích thì đây mình để luôn mặc định đi, nào ấn big và các cơ. Thì đây có rất là nhiều chế độ bạn muốn nó biến đổi từ con này sang con kia, biến đổi nhiều cách. Thì mình sẽ test cho các bạn một cách thôi, các bạn có thể tự tải app về và test nhé. Đây, đây là cái cách này là bị perform này, kéo như này đó, thật sự này, kéo này nó sẽ biến đổi này. Cách này thì đây kéo chậm thôi đó, cái cách này thì mất phí nhé, bạn phải mất thêm tầm 50.000 để có thể mở thêm cách này. Thì nếu các bạn không dùng đến cách này thì các bạn có thể chọn cái cách mà nó free ở trên này đây. Những cách này là hoàn toàn free, trừ mỗi cách này và cách cuối mất phí thôi. Còn cách này mình hay dùng cách này free này. Ok, bắt đầu thì nó sẽ là epic. Ở đây sẽ có bộ cảm biến này, hơ qua cái biến thành con khác, hơ qua cái biến con khác, hơ qua biến thành con khác. Thì đây mình diễn nó sẽ như thế nào, quy chế hoạt động của app là hơ cái biến con khác nhé. Thì cách diễn cũng vô cùng đơn giản thôi, không có gì khó cả. Mình sẽ chuẩn bị trước một con ca cơ đương nhiên rồi, và con ất bích vì tí nó biến thành ất bích mà đúng không. Đó, thì đây ca cơ và ất bích có rất là nhiều nối diễn cho cái trò này. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái nối diễn ban nãy mình diễn nhé. Ất bích ở đây, ca cơ mình sẽ để đầu bài nhé, ất bích mình để sau, và mình kéo một con bài xuống. Mình giờ mình sẽ dùng động tác ép bài để ép khán giả chọn con ca cơ này nhé. Rồi mình sẽ để này ca cơ nhé, để giữa bài, để dấu ngón út như thế này ở phần ca cơ, giữ lại nó sẽ có phần như này. Khi mình kéo nó sẽ là nói dừng, khán giả nói dừng ở đâu ấy thì mình cũng sẽ lấy phần này ra, lấy ra và đưa này ra, thì đương nhiên nó sẽ là con ca cơ. Và hay hơn nữa ấy, là làm sao để biến đổi con ca cơ này thành con epic, thì đơn giản thôi, cái lúc mình đưa này ra này, lập tức tay này mình đùn về, tựa vào áo nhé, tựa vào áo xong rồi đùn nó ngược như thế này nè, nhìn kỹ nhé, tựa vào áo này, tựa phần trong áo, đùn này ra tựa phần trong áo, lật ngược lại quay như này, đơn giản đúng không. Và lúc các bạn thu lại này cũng đủ này ra, làm dấu ngón út đây, kéo này lại để con ca cơ vào đây, để ca cơ vào đây, đặt lên làm nhanh sẽ như này, thấy nhá, úp xuống này, quay vào áo, lật ngược con lên trước rồi, nhưng mà mình sẽ để như này các bạn không thấy, quay lại để vào lật lên đó, thì sẽ được con ca cơ trông như con mỗi con ca cơ đúng không? Mình úp xuống, thật sự nó là hai con này, úp xuống thì la đặt xuống đây sẽ là epic. Thì đơn giản thôi, mình hơ tay qua biến đổi epic.
hơi nhanh nhé, đây lại hơi nhanh nhé, rồi đặt lên đó, rất là tuyệt phải không nào. Thì nếu các bạn thấy clip này hay và hữu ích thì có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi mình, vì đương nhiên là mình sẽ ra rất nhiều clip hướng dẫn cho anh em. Goodbye.